mất lòng thành kính xin quy pháp lần, con đem mất lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tisara nagang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta ve ramani sikha padang samadhiya mi adinna dana ve ramani sikha padang samadhiya mi kame sumicha chara ve ramani sikha padang samadhiya mi musa vada ve ramani sikha padang samadhiya mi sura me raya machapa madathana ve ramani sikha padang samadhiya mi con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tẩm pháp. Con xin vâng giữ điều học cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Banati bata ve ramani sikha badang samadhiyami adinnarana ve ramani sikha badang samadhiyami kamesumicha chara ve ramani sikha badang samadhiyami mutsa vaya ve ramani sikha badang samadhiyami sura me saya matcha pama jatana vera manisit ka badang sama. Imani pangca sikha padani sadukang katoa pamadena nichakalang sammara kitap bang chư thiền tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy răng vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn Thầy Khen Nguyên Thông đã giúp chia sẻ Phật Pháp. Bây giờ mời Nguyên Trang lên thỉnh Pháp Sư nha. Tới giờ rồi, mời Nguyên Trang ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha. Thammade sanaya janagatha Brahma chalokathipati sahambati katanjali antivarangaya
chatha santi thasak tappara chakha chati ka de se tu thammang anukambimang bachang sattamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham afitham bachamang ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay, Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, ba pháp. 7. Phẩm lớn 70. Các lễ Uposatha. Tiếp theo. Dạ, sau đây con kính dâng mít lại cho sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính lễ chư Tùng Đức Trưởng Lão, cầu quý tu nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Nguyên Trang. Thì hôm qua đó chúng ta học cái phần đầu Đức Phật giảng về có ba cấp thọ cái ngày Bát Quan Trai Giới. Cách thọ Bát Quan Trai như cái người chăn bò, tức là chúng ta có cái sự phát nguyện nhưng mà không có thực hành, cho nên là nó không có đem đến cái lợi ích giống như cái người chăn bò. Buổi sáng lùa bò ra ngoài đồng cho nó ăn chỗ này chỗ khác, rồi chiều lùa về, nhưng mà không có hưởng được cái lợi ích từ cái lợi lạc từ cái con bò. Thứ hai là cái cách thọ giống như những cái vị Bà La Môn Lý Ganh Thá hay là cái Bà La Môn Ni Kiền Tử, tức là cái cách thọ Pháp Quan nhưng mà nó hạn chế, ví dụ như không có gây tổn thương cho chúng sanh thân bằng quyến thuộc mình, nhưng mà ngoài thân bằng quyến thuộc thì mình lại không giữ, hoặc là chúng ta giữ giới không gây tổn thương những chúng sanh ở trong cái hướng này, nhưng mà đối với các cái hướng khác thì mình không có giữ. Rồi lợi ích là thiết thực to lớn là khi chúng ta tự phát nguyện rồi chúng ta thực hành theo nha, thực hành theo, chúng ta dành thời gian ra để học pháp, nghe giáo pháp, hành pháp, niệm Phật, niệm pháp, chúng ta thanh lọc những cái ô nhiễm trong nội tâm để có một cái tâm định tĩnh sáng suốt. Chính nhờ những cái sự thực hành thì chúng ta sẽ hưởng cái an tịnh lợi lạc của việc thọ trì trai giới trong những ngày Bát Quan. Thì như người chăn bò, nuôi bò, những cái người này là sau khi mà họ cho săn sóc bò
ăn uống đầy đủ, rồi những người này dắt được cái sữa bò để dùng. Thì những cái người mà tự nguyện phát nguyện thực hành gìn giữ phát quan trai giới với những cái cách thức để phát triển thiện pháp, thanh lọc nội tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, rồi loại trừ những cái ô nhiễm, những cái quế nhiễm ở trong nội tâm, thì cái tâm của người này sẽ được an tịnh, như nếm cái hương vị, hương vị của cái sữa bò là cái thành quả tốt đẹp của cái sự tu tập. Bây giờ thì sư xin đọc theo cái phần chánh kinh và rồi sẽ giải thích. 7. Và này Visakha, tâm bị quế nhiễm được lột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm bế nhiễm được lột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm giới không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Vì ấy nhờ niệm giới tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, một tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông, do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy Visakha, tấm gương quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy này Visakha, là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, vị thánh đệ tử niệm giới đưa đến thiền định, nhờ niệm giới tâm được định tĩnh hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử được thực hành giới Upasatha, sống chung với giới, nhờ giới tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy này Visakha, là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. 8. Và này Visakha, tâm bị quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Thế nào là tâm quế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm thiên có 4 thiên dương, có chư thiên cõi trời 33, chư thiên dạ ma, chư thiên tu sĩ ta đầu xuất đà, chư thiên quá lạc, có chư thiên tha quá tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa, đầy đủ với lòng tin. Như vậy chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ giới. Chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh tại chỗ kia, giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với nghe pháp. Như vậy chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh chỗ kia, nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ giới thí, đầy đủ. Chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh chỗ kia, thí như vậy có đầy đủ nơi ta, đầy đủ giới tuệ. Như vậy chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Khi vị ấy niệm tính giới pháp thí tuệ của tự mình, và chư thiên ấy tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, là vàng bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Vậy này Visakha, thế nào là vàng bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do duyên ống bệ,
do duyên cái kèm, do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy này Visakha, là vàng bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy này Visakha, là tâm bị quế nhiễm được làm thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Vậy này Visakha, thế nào là tâm bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, thánh đệ tử niệm thiên, có chư thiên, bốn thiên vương với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy mạng chung chỗ này, được sanh tại chỗ kia, ta cũng có trí tuệ như vậy. Khi vị ấy niệm tính, giới, nghe pháp, thí, tuệ của tự mình và của chư thiên ấy, tâm được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Đây là thánh đệ tử thực hành thiên trai giới, sống chung với chư thiên, nhờ chư thiên tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy này Visakha, là tâm quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Thì trong cái đoạn này đó, Đức Phật dạy những cái phương pháp mà mình loại trừ các cái phiền não bằng cái phương pháp thích nghi. Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái tấm kính để mà soi mặt, tấm gương, nhưng mà nếu mà lâu ngày quá mà mình không có lau nó đó, thì cái tấm gương nó bị bụi bẩn, nó che mờ, nó làm cho cái hình ảnh đó, cái hình ảnh nó phản ảnh lại không có trung thực. Thì cũng vậy, nếu mà một người không có sự học, không có sự thực hành để cho những cái phiền não nó dấy động, nó sanh khởi, thì như vậy chúng ta làm theo cái những cái điều của phiền não sai sử, chúng ta làm những cái điều không có hợp lẽ đạo, đem đến những cái điều tai hại. Nên bây giờ muốn cái gương, gương tấm kính của mình đó, nó được sạch sẽ, thì chúng ta phải dùng những cái chất để mà lau nó. Ví dụ chúng ta dùng những cái chất để tẩy quế những cái bụi bẩn, những cái ô nhiễm nó bám ở trên cái mặt gương, cho cái mặt gương nó trong sáng, nó phản ảnh đúng cái hình ảnh. Rồi có nhiều cách, hoặc là cái vị này đó có thể tự suy xét, tự phản tỉnh, xem xét về cái giới của mình, mình tự quán sát, mình thấy rằng khi mà mình tự nguyện mình thọ trì gìn giữ tám cái giới suốt một cái ngày hôm nay đó, thì mình không có vi phạm bất cứ một cái điều nào, mình không làm cho đứt giới, cái giới nó được trong sạch, không có bị đứt, không có bị bể dụng, thì như vậy đó, nó được hoàn hỷ, nhờ cái sự tự phản tỉnh, mình xem xét, mình thấy cái giới của mình nó được trong sạch tốt đẹp, cái tâm hoan hỷ sanh khởi. Và cái hoan hỷ sanh khởi này, cái tâm định tĩnh, định chắc ở trên đề mục, có thể phát triển các cái tầng thiền sắc giới cũng như vô sắc giới, để làm cho cái nội tâm được an tịnh. Rồi cũng có thể là chúng ta niệm về thiên, niệm thiên ở đây tức là chúng ta quán sát về những cái chúng sanh có cái phước tái sanh ở những cái cảnh giới an vui, chư thiên cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Nhờ những cái vị này đó, nỗ lực thực hành các cái thiện sự, các cái pháp độ đưa đến những cái hạnh phúc trong đời sống, rồi nỗ lực
thực hành phát triển các cái thiền định, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, nhờ các vị này thực hành về bố thí, trì giới, tu tiến, phát triển các cái tầng thiền định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc, gìn giữ, nỗ lực, không để cho các cái chi thiền hư hoại. Nhờ vậy đó mà sau khi mà thân hoại chung ở cõi nhân loại, các vị này do cái phước báo đó mà tái sanh về những cái cảnh giới được an vui. Thì chúng ta suy tưởng về những cái công hạnh của các vị đó, rồi chúng ta nỗ lực thực hành. Các vị này có thực hành tròn đủ về giới thì ta cũng có sự nỗ lực thực hành tròn đủ về giới. Vị này có sự nỗ lực thực hành về bố thí thì ta cũng có nỗ lực thực hành về bố thí. Vị này có sự nỗ lực phát triển về định, chúng ta cũng có sự nỗ lực phát triển về định. Thì mình theo những cái cách thức của Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, để đạt đến những cái cảnh giới an vui, phát triển tứ vô lượng tâm, phát triển giới từ bi hỷ xả biến mãn, đối với bản thân cũng như đối với tất cả những chúng sanh, thì khi đó chúng ta hướng đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui. Thành ra đó chúng ta phải hiểu rằng đó, khi mà chúng ta làm những cái thiền sự, chúng ta hồi hướng chư thiên, thì chúng ta phải hiểu rằng là tức là chúng ta hướng đến những cái cảnh giới an vui, chứ không phải là khi mà chúng ta hồi hướng chư thiên là chúng ta cầu xin chư thiên để người ta hỗ trợ giúp đỡ cho mình. Thành ra đó là chúng ta phải hiểu rằng cái hồi hướng chư thiên đó là để chia phước đến tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh dầu trong cảnh giới an vui hoặc là trong cảnh giới khổ đau, chúng ta cũng hồi hướng đến tất cả chúng sanh, chứ không phải là cái hình thức mà cầu gian sinh chư thiên để ủng hộ mình. Thành ra đó chúng ta phải hiểu biết, phải phân biệt rõ, để nhiều khi có những cái người Phật tử họ thắc mắc, họ là tại sao mà mình phải hồi hướng chư thiên, tại sao mình phải cầu xin chư thiên hộ trì này kia. Ở đây là chúng ta hồi hướng đến tất cả chúng sanh, nhưng mà chúng ta hướng đến những chúng sanh dầu là đang ở cảnh giới an vui hay là những chúng sanh dầu ở trong cảnh giới khổ đau, thì những chúng sanh nào đang ở cảnh giới an vui thì mình cầu mong cho những chúng sanh đó cái sự an vui càng tăng tiến hơn. Còn những chúng sanh đang ở trong cảnh giới khổ đau thì thức tỉnh hiểu biết để có sự nỗ lực để thực hành thoát khỏi những cái khổ đau đó. Chứ còn ở đây là chúng ta tránh cái tư tưởng hiểu là chúng ta cầu khấn chư thiên để ủng hộ mình, hỗ trợ mình. Thì nói chung á, có đôi lúc vì nhân duyên, những cái gì chư thiên cũng có thể nhắc nhở, cũng có thể hỗ trợ cho mình. Nhưng mà tùy theo, thí dụ như cái trường hợp mà của ông đạo sĩ Ba Hí Giá cũng vậy. Ông ta khi mà bị một cái chìm tạo trên biển, rồi vì không có y phục, người ta lấy vỏ cây làm y phục ông ta mặc, rồi người đời người ta lầm tưởng là ông ta là A-la-hán, rồi cái tâm mà cống cao ngã mạn nó sinh khởi, rồi ông ta cũng nghĩ mình là A-la-hán. Nhưng mà do cái duyên quá khứ, cái vị chư thiên này cũng là bạn đồng tu, cho nên là nhắc nhở cho vị này thức tỉnh. Nhờ như vậy mà ông Ba Hí Giá ông tìm đến gặp Đức Phật để mà
nghe Đức Phật giảng pháp và đạt đến cái sự giác. À, nhưng mà cái sự này là cái phước báo đức này là phải mình tự tạo trữ lấy. À, người ta chỉ nhắc nhở mình thôi, chứ người ta không thể nào mà cái vị chư thiên nó không thể nào mà đưa đưa đến cái đạo quả được. À, mà ông Bà Hí Giá trong quá khứ đã từng cố gắng nỗ lực tu tập tạo trữ công đức phước báo. À, nhưng trong cái đời sống hiện tại do những cái phiền não không thấy được, cho nên cái vị chư thiên chỉ nhắc ở thì ông ta thức tỉnh để mà ông ta tu tập. À, cho nên ở đây đó là cái sự hỗ trợ của chư thiên chẳng qua là như người bạn nhắc nhở mình phải tinh tấn, còn cái sự nỗ lực tinh tấn là phải tự mình. Chứ còn là không, chư thiên thì không có thể nào mà ủng hộ hay là đưa chúng ta đạt đến đạo quả được. Nhưng khi mà chúng ta niệm thiên là chúng ta niệm về những cái sở hành tốt đẹp, đem đến những cái lợi ích an vui trong đời sống, và chúng ta hướng đến những cái cảnh giới an ổn tốt đẹp để làm những cái bước tiếp theo trên cái bước đường tu tập đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên là khi mà chúng sanh tái sanh vào những cái điều kiện tương đối an ổn tốt đẹp thì mới có thể nỗ lực tu tập. Còn nếu mà chúng ta ở những cái điều kiện nó quá khổ đau khó khăn, ở trong khổ thì không thể nào mà có sự tu tập. Cho nên niệm thiên ở đây đó là chúng ta thấy được về những cái pháp độ và những cái thập thiện, những cái nhân lành để tu tập, để tạo trữ, để đem đến cái sự an vui tốt đẹp. Niệm giới, niệm thí, niệm thiên, rồi tu tập và các cái phương pháp tu tiến, thiền định, thiền sắc giới, thiền vụ sắc giới. Rồi đó là những cái phương pháp phù hợp để chúng ta loại trừ những cái phiền não. Thì khi mà một cái vị hành giả mà muốn phát triển về các cái chi thiền thì sao? Phải ly dục, ly các ác bất thiện pháp với cái tâm an tịnh, giữ gìn cái giới là cái nền tảng tốt đẹp để vị này phát triển về định, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hay là rồi phát triển đến các cái tầng thiền vô sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam tứ thiền, vô sắc. Đó, thành ra đó là niệm niệm giới, niệm ý, niệm thiên ở đây là chúng ta hướng về những cái phương pháp thực hành tốt đẹp để nhằm để loại trừ, không để cho các cái phiền não tham sân si nó có điều kiện sanh khởi. Nhờ những cái phương pháp này, những cái chi thiền này, nó đối trị tạm thời tất cả những cái phiền não được lắng dịu, an tịnh, nội tâm sáng suốt định tĩnh để hướng đến các cái thánh đạo thánh quả. Chính thánh đệ tử ấy Nisakha suy tư như sau: cho đến trọn đời các vị a la hán từ bỏ sát sanh, tánh xa sát sanh, bỏ trừ bỏ kiếm, biết tàm biết quý, có lòng từ, sống thương xót với hạnh phúc của tất cả chúng sanh loài hữu tình. Cũng vậy, đêm nay ngày mai ta sống từ bỏ sát sanh, tánh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm biết quý, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Về chi phần này theo gương của các vị thánh a la hán, ta sẽ từ bỏ thực hành trai giới, cho đến
trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ lấy của không cho, cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tu tịnh hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ, cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu nấu, làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu, làm cho đắm say. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán tránh xa không xem múa hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. 16. Cho đến trọn đời các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Cũng vậy, đêm nay ngày mai ta từ bỏ giường cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn, nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. Ubosatha. Như vậy này Visakha là thánh trai giới. Thực hành thánh trai giới này Visakha có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần thứ 16 nữa. Còn lại thì chúng ta sẽ học. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Thì trong cái đoạn sau này đó là nói về chúng ta nguyện gìn giữ tám cái giới giống như là bậc thánh, bậc thánh A La Hán các ngài trọn đời. Trọn đời các ngài đã gìn giữ tám cái giới này rất là trong sạch. Thì khi mà một cái vị hành giả tự nguyện gìn giữ cái tám giới này được trong sạch, thì sao? Chúng ta đang bước theo dấu chân của các bậc thánh nhân. Chúng ta đang đi trên cái con đường hướng đến cái sự thanh tịnh, an vui, giải thoát. Tại vì khi mà gìn giữ những cái học giới thì chúng ta tránh xa những cái khổ cảnh, rồi chúng ta tránh xa sự trang điểm, rồi thụ hưởng các cái chất thế gian, thì chúng ta đoạn trừ được cái tâm tham ái bám luyến vào các cái trần cảnh, tham ái bám luyến vào những cái tiện nghi, để chúng ta thấy được cái đời sống này, cái thân ngũ quẩn này nó luôn luôn là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta cứ tham đắm vào những cái sắc thân vị xúc, những cái tiện nghi, những cái lợi lạc, những cái xúc chạm êm ái của giường cao, giường lớn, những cái
tô điểm trang sức để che lấp đi những cái quế nhiễm và những cái hôi hám của cái thân ngũ quẩn này. À, chính vì đó mà chúng ta sai lầm, chấp thủ để chúng ta bám níu vào cái thế gian, bám níu vào cái thân ngũ quẩn. Cho nên là chính vì đó mà cái khổ phát sanh. Cho nên thực hành theo dấu chân thánh là chúng ta đoạn trừ đi những cái tâm tham ái đắm nhiễm, chấp thủ vào thế gian, tránh xa những cái tiện nghi tốt đẹp. Nhờ chúng ta đoạn trừ lần lần thì tất cả những cái ô nhiễm, những cái tiềm miên ngủ ngầm, những cái lậu hoặc càng ngày nó càng sẽ giảm thiểu. Thì chúng ta có những cái phương pháp đoạn nghi thích hợp, từ từ thì tất cả những cái phiền não nó bị suy yếu. Chúng ta phát triển trí tuệ thì đó là cái lợi ích của cái sự thực hành Bát Quan Trai Giới của Bồ Tát. Còn nếu mà chúng ta phát nguyện nhưng mà chúng ta không thực hành thì giống như Đức Phật nói là chỉ là cái người chăn bò, lùa bò đi rồi lùa bò về, chứ không có nếm được cái hương vị, không có hưởng được cái lợi ích. Cho nên tùy theo điều kiện của mỗi người, rồi chúng ta sắp xếp những cái công việc, những cái việc nào mà không thích hợp làm trong ngày Bát Quan thì chúng ta để qua, chúng ta thực hành vấn đề tu tập gìn giữ giới, rồi tu tiến hay là hoặc là học kinh, học pháp, niệm Phật, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, niệm phát triển về tứ vô lượng tâm, phát triển thiền định để nội tâm nó an ổn vững vàng, hay là hoặc là nếu có điều kiện, có sự hiểu biết thì chúng ta phát triển thiền tuệ để thấy được cái chân tướng của dạng pháp. Tất cả các pháp hữu vi đều chịu cái định luật của vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà những cái kinh nghiệm, những cái tệ giác nó sân khởi thì nó đủ sức để đối trị, đủ sức để đoạn trừ từng bước các cái phiền não từ thấp đến cao, đem đến một cái đời sống an tịnh, một cái tâm quân bình sáng suốt, chúng ta hưởng được cái hạnh phúc an lạc. Mặc dù là chúng ta chưa có hoàn toàn giải thoát, nhưng khi nào trong tâm chúng ta có đầy đủ cái niệm, cái tuệ thì lúc đó chúng ta có được sự an tịnh, giống mặt phiền não. Thì như vậy chúng ta nếm được cái hương vị của giáo pháp, thấy được cái lợi ích cao thượng của sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật, cái lợi ích tốt đẹp của cái việc mà nó thực hành những cái thiện sự trong cái ngày lễ của Bồ Tát Bát Quan Trai Giới. Thì qua cái phần chánh kinh cũng như những cái hiểu biết thì cũng xin chia sẻ với trong đạo tràng. Thì buổi học sinh hoạt hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây, và phần còn lại thì chúng ta sẽ học tiếp vào hai ngày trong tuần tới nữa. Và với phước báo này kính chúc chư tôn đức trưởng đạo pháp thể cha ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như quý phật tử khỏe mạnh an vui. Và sau đây thì cũng xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái lời dạy của Đức Phật
trong cái bài học ngày hôm nay về những cái phương pháp thực hành để đem đến lợi ích trong những ngày của Bồ Tát thọ trì bát quan trai giới. Cầu mong tất cả khỏe mạnh an vui, tạo được nhiều lợi ích tốt đẹp trong đời sống. Nam mô Bố Thầy giá. Và bây giờ thì xin mời đạo trưởng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con nguyên đang ra một lần nữa, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng con thời pháp ngày hôm nay. Sa thú, sa thú ạ. Và sau đây con, và con không biết là sư Thanh Tâm có trước máy ạ. Và sư Thanh Tâm có cũng như có chia sẻ thêm gì phần bài pháp ngày hôm nay không ạ? Con không biết sư Thanh Tâm. Dạ, sa thú, con kính dâng bích lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Dạ thưa tỳ kheo Nguyên Thông, mình còn 20 phút nữa, thỉnh tỳ kheo chia sẻ 15 phút nha, chia sẻ vài lời Phật dạy à. Kính thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Thông, con xin tiếp lời. Sự thật ra tiếp lời đây là để nhắc lại những lời mà sư phụ Pháp Thanh hồi nãy giảng dạy, để cho có lặp đi lại thì chúng ta nghe, chúng ta nhớ. Cần mà nói trong cái bài này thì nó có lẽ là hay hơn. Ở đây sư phụ Pháp Thanh là có giảng dạy là mình phải niệm thiên. Niệm thiên thì có chư thiên, có rất nhiều loại chư thiên. Chứ như là chư đế thích, rồi hay là thiên vương, tứ đại thiên vương, chư thiên cõi trời 33, chư thiên giả ma, chư thiên tu sĩ ta, chư thiên quá lẹ thì chư thiên thâu quá thi tại, chư thiên phẩm chúng thiên, vân vân. Bởi vì khi mà mình có đầy đủ lòng tin như vậy đó, thì chư thiên ấy là sau khi chết chỗ này thì được sanh với chỗ kia, lòng tin như vậy thì nếu mà cũng có như lòng tin như vậy thì cũng tròn giới hạnh thì chúng ta cũng sẽ được như vậy. Là bởi vì Đức Phật giảng dạy rằng nếu mà một cái người mà giữ được tròn ngũ giới không là cũng được sanh thiên rồi giờ. Còn mà là bát quan trai giới là mình sống cái đời sống của nhập sống bậc thánh. Vì vậy cho nên nếu mà giữ bát quan trai giới, mà người nào mà một tháng mình giữ được 4 ngày hay 8 ngày đó thì rất là sa thú. Là vì vậy cho nên Đức Phật hỏi cái ngài nàng bà Visakha đó, là một người phụ nữ mà bà là người đắc tu đầu hoàng, cũng như là ông Cấp Cô Độc, là một người đại diện bên phái nữ, một người đại diện bên phái nam, là một vị là hộ độ cho Đức Phật rất là nổi tiếng ở bên ở thời đó. Thì người phụ nữ thì bắt chước theo điều mà bà Visakha làm rồi họ làm theo, bên nam thì bắt chước Cô Độc thì làm theo đó. Thành ra những cái người mà đệ tử của Đức Phật đã cúng dường tu hành theo lời Phật giảng dạy mà đã được những người mà được tiêu chuẩn như là ngài bà Visakha hay là ông Cấp Cô Độc, thì đó là những cái trường hợp mà hồi nãy Pháp Thanh cái giảng dạy đó. Thì chúng ta bây giờ theo cái bài này thì
Thì Đức Phật tuy đã giảng dạy này, giờ này Visakha thế nào là vàng bị ô nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Vàng bộ ô nhiễm tức là nói như chúng ta đó là phạm giới không được trong sạch đó. Thì Đức Phật giảng dạy là do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do duyên ống bể, do duyên các kiềm, do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy này Visakha là vàng bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh bởi phương pháp thích nghi. Tức là mình biết là như vậy cho nên mình sẽ trở lại có đúng giới, như vậy là thích nghi. Cũng vậy này Visakha là tâm bị quế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. Thì nói tóm lại cái bài này là bài nhớ chúng ta là sống có giới hạnh. Đến ngày vua Ubosatha là xin giới rồi sống Ubosatha suốt đêm đó, ngày đó đêm đó. Thì nếu mà chúng ta một tháng mà giữ được ngày hay 4 ngày thì rất là tốt cho chúng ta. Còn nếu mà người nào quen được như vậy rồi thì sống chung, sống quen như vậy thì tốt. Tức là có cái nếp sống của bậc thánh, tức là ăn cơm một ngày thì chỉ ăn tới 12 giờ thôi, rồi chiều không ăn nữa. Trong kinh có nói có một người mà chỉ ăn, chỉ giữ có ngày thôi. Mà người chỉ giữ có nửa ngày, sau khi ông giữ nửa ngày rồi, cái bữa đó ông bị bệnh rồi ông chết luôn. Thì chết rồi sanh làm vị thần cây đó. Thành ra mình thấy là cái giữ giới bác quan trai đó, thì trong kinh để lại thôi, một người chỉ có giữ giới bác quan nửa ngày thôi. Mà người đó là ai? Người đó là đệ tử của ông Cấp Cô Độc, mà ông thuê về để làm vườn làm ruộng cho ổng. Thì khi mà ổng về buổi tối á, bà thấy xong nhà thanh tịnh quá vậy, yên lặng quá vậy. Mỗi bữa thì nói chuyện là người ăn cơm ăn nước, nói chuyện ồn ào xong thanh tịnh vậy. Thì người ta nói bữa nay giữ bắt quan trai giới. Thì ổng hỏi bắt quan trai giới là gì, thì người ta giảng cho ổng nghe, ổng biết. Và ổng nói thôi bây giờ là ổng xong, ổng thấy vậy bây giờ ổng giữ luôn. Ổng giữ luôn tới chiều ổng đau bụng, ổng thì ông Cấp Cô Độc đem kẹo xuống để cho ông cương quyết muốn giữ đâu, do cái sự mà cương quyết giữ bắt cái quan trai giới mà có nửa ngày thôi. Thì đêm đó ông thương hoại mang chung rồi ông chết, ông sanh thiên để làm thần cây. Thì cái điều này là nếu mà chúng ta thường thường nghe pháp thì cũng không, cũng nghĩ rằng có nhiều người cũng nhắc đến những cái sự câu chuyện này, bởi cái chuyện này nó rõ ràng. Thì ai mà đọc kinh, đọc chú giải thì sẽ thấy. Thì mình thấy là chỉ có giữ nửa ngày thôi mà đã thoát khỏi thoát khỏi cái đọa địa ngục mà làm thần cây đó, rồi từ đó sẽ tu hành đi lên nữa. Thì điều này thấy cho chúng ta thấy là cái sự mà giữ giới trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, có cái câu là giới luật là căn bản của giáo pháp, người ta gọi là sila, sát sa năng là giáo pháp, mu lăng là căn bản nền tảng, sila là giới luật. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, nói về giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giới luật giữ giới là cái căn bản nhất. Không có cái giới luật thì không có người, mà không có giới luật thì không có làm gì được nữa. Bởi vì có thần thông phải có chứng đắc được, và những cái tầng thiền hay tầng thánh đều là phải có giới luật. Vì vậy cho nên cái luật là căn bản. Tiếng Pali Đức Phật nói là sila sasanang mulang, sila là giới, rồi sasanang là giáo pháp của Đức Phật, mulang là nền tảng. Thành ra ở đây thì nói là cái giới luật thì nó là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta chưa chứng những tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền của sắc giới, vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, mình chưa có rới tới. Rồi tứ quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, a la hán,
Khi mà không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có người nào có thể chứng đó như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta chứng quả mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã Parinibbana rồi đó, thì chúng ta là người tự chứng đắc luôn. Tự chứng đắc tức là trên thế gian này không có Đức Phật, không có dục diệt chánh biến tri, mà có chúng sanh mà tự mình mà chứng ngộ, hay chuyện nó không có trên đời. Vậy tức là tự mình chứng ngộ sao? Tự mình chứng ngộ thì chỉ có hai hạng Phật thôi, là Sammasambuddha, là Phật chánh biến tri, Phật toàn giác, và Paccayaka Buddho là Bích Chi Phật hay là Phật độc giác. Mà làm sao mình vượt cái điều đó trong khi không có mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Trên đời này chúng ta hay lắm, là chứng thực được là mừng lắm rồi. Rồi chúng ta từ giờ này cho đến 3 tỷ năm, 5 tỷ năm, 10 tỷ năm, hay là 20 tỷ năm, thì đợi một vị Phật Maitreya ra đời. Cái khoảng thời gian từ một vị Phật, thí dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Gautama, đến ngày Maitreya, thì chúng ta không biết là bao lâu, không có kinh sách nào nói mà là bao nhiêu thời gian. Nhưng phải là trên tỷ năm, tức là nhanh lắm là 2 tỷ năm, rồi thụng bình là 5 tỷ năm, 10 tỷ năm hay lâu hơn nữa. Rồi có những cái trái đất mà trong trái đất đó không có một vị Phật nào. Chúng ta là rất là may mắn vô cùng, là một trái đất mà có 5 vị Phật, là một trái đất là cái số vị Phật đó là nhiều nhất rồi, không có nhiều hơn nữa. Nhiều lắm là 1 Phật, 2 vị Phật, 3 vị Phật, 4 vị Phật, còn 5 vị Phật như trái đất của chúng ta. Là đợi đến vài tỷ năm nữa thì ngài Maitreya sẽ xuất hiện. Thì lúc đó thì nếu mà chúng ta từ bây giờ đến đó mà siêng năng tu hành để đạt được những cái parami, tức là những cái căn bản, cái nền tảng, rồi khi mà Đức Phật ra đời, rồi ngài quán sát cho coi trên thế gian này có người nào có đủ điều kiện mà khi gặp ngài thì ngài nhắc nhở thì sẽ chứng quả, thì lúc đó hy vọng sẽ có Nghiên Như, có sư phụ Pháp Thanh, sư phụ Thanh Tâm, Huệ Ngọc, Nguyễn Mộng, Thi Lăng, Diệu Đạt, Vô Thường, ông bà Năm, Diệu Thành, Nguyên Trang, Huệ Ngọc, còn ai nữa. Đó, vậy thì hy vọng là như vậy. Bởi vì con thì con thấy tất cả quý vị ở đây thường xuyên vào room này, và có thể là những room Phật Pháp Nhiệm Bầu, hay là room lớp Phật Pháp Buddha Thamma. Thì người mà tinh tấn như vậy, siêng năng như vậy, thì sẽ tạo được những cái ba la mật. Mà nếu người nào mà có thể là cho người ta một lá phổi, cho người ta trái cật, hay là cho ai đó là quả tim, là khi mà mình có thể thấy rằng cái mạng sống mình sống đủ rồi, mình cho người ta quả tim để người ta, người đó có quan trọng hơn, thì họ sẽ giúp mình, giúp họ, thì là mình có thể bắt chước như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà thấy cái con cọp mẹ và mấy con cọp con nó bú bà con cọp mẹ đó, mà cọp mẹ đó ốm yếu đói rồi già hay sao đó, rồi Đức Phật mới là leo lên cái cây cao gần đó rồi nhảy xuống để cho cái con cọp ăn cái thân xác của mình. Thì điều đó có Nguyên Thông đọc được 2-3 lần thì thấy là Đức Phật đã bố thí thân mạng và những cái cơ thở con trong con người của ngài, cho nên gọi là cái bố tiền bạc đó, hay là vật gì đó gọi là bố thí, là đa ná đó gọi là parami. Nhưng mà đa ná mà upapa parami là bậc bướng, rồi bậc thắng là parimattha parami. Vì vậy cho nên cái parami không là 10, rồi upapa parami nó là 10, nữa là 20, còn parimattha parami là 30. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà một người mà muốn tu hành để đạt đến Sammasambuddho thì phải trong cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải thành tựu những cái thành tựu đó.
Rồi cái thành tựu, những cái thành tựu đó rồi đó, thì cái kiếp cuối cùng chúng ta sanh lên ở cung trời Đâu Xuất để mà được chư thiên ở đó lễ lại, rồi thỉnh mời chúng ta xuống trần gian này để hoàn thành cái nguyện Sammasambuddho. Thì theo kinh sách để lại thì tất cả những vị mà Sammasambuddho đều tái sanh ở nước Ấn Độ, là một nước mà có cái truyền thống là tất cả những cái vị chánh biến tri trước khi mà xuống để mà hoàn thành vụ đó thì họ đã xuống trước, họ xuống trước rồi họ giảng dạy nhân quả, họ giảng dạy về quả báo, hay là giảng dạy về cái nhân duyên gì đó để cho người ta biết. Đó, thì tất cả những cái vị chánh biến tri mà trước khi mà thật sự xuống trần gian này để đầu thai đó thì làm cái chuyện đó, thì làm cái chuyện đó cho đến khi mà họ kết tập lại đó, thì đó là cái Upanishad là hay là Bhagavad Gita, thì tất cả những cái điều đó đã được ghi để làm trong cái bộ kinh Veda. Vì vậy cho nên không có một nơi nào khác mà Đức Phật giáng thế ở nơi nào khác ngoài Ấn Độ. Tại sao? Là bởi vì nếu mà Đức Phật mà giáng thế ở cái nước khác ngoài Ấn Độ thì giảng kinh không ai nghe. Cái kinh mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy ra thì ngài á, khi mà ngài giác ngộ rồi đó, thì ngài trong bảy tuần lễ mà ngài ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, để thưởng thức, để hưởng thụ cái quả mà chánh biến tri đó, thì ngài mới thấy rằng cái giáo pháp mà ngài đã chứng được thì ngài nói là khó nói. Bây giờ có nói thì khó nghe, mà giờ có nói có nghe cũng khó hiểu, mà giờ khó hiểu cũng khó chứng, mà giờ có khó chứng cũng khó đắc. Cho nên lúc đó thì ngài đã phát cái tâm là thôi bây giờ ta ở đây ta parinibbana ở đây. Thì lúc đó có ngài Sambhati đã có cái tha tâm thông, mới là duỗi tay ra thì ngài hiện trước mặt Đức Thế Tôn lạch đảnh lễ ngài. Ngài mới nói rằng cứ thưa Thế Tôn, trần gian này đã u tối quá nhiều lâu rồi, biết bao nhiêu tỷ năm rồi, xin Thế Tôn sẽ từ bi chỉ dạy. Bởi vì trong con mắt của những ai có ít bụi mà nếu Thế Tôn giảng dạy thì những người đó sẽ nghe. Đừng nói đâu xa, Nguyên Thông đều mới qua bên kia, rồi qua bên cái rung Phật Pháp nhiệm màu nè. Thì rung Phật Pháp nhiệm màu đó thì lúc đó cái cô nào ở cô Sài Gòn, cô cho nghe bài cái thầy Dương Minh nói. Thì bài thầy Dương Minh nói là tất cả tâm của chư Phật và tâm của chúng sanh bằng nhau, giống hệt với nhau. Thì ngài nói không có, nhưng mà ngài nói ở cái gọi là Paramattha Sacca, tức là cái ý nghĩa tối thượng, thì tất cả các tâm là biết cảnh, là như đó là tâm chúng sanh có biết cảnh mà tâm Đức Phật có biết cảnh. Nhưng mà ngài bỏ 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất để mà tu hành, thì cái tâm của tôi nhu nhuyến hơn, dễ sử dụng, dễ ấy hơn. Thì ngài có muốn cái gì thì được cái nấy, muốn sử dụng cái gì thì được cái nấy. Còn chúng ta là chúng ta người mà bị cái ba cái vận may là tham sân si nó che phủ, chúng ta làm sao thấy được cái đó, mà chưa từng hy sinh, chưa từng bố thí, thì làm sao mà nói cái tâm của mình bằng cấp tâm Đức Phật. Mà tôi nói họ không hiểu, tôi nói thì thầy Dương Minh nói tâm cơ chúng sanh bằng tâm Đức Phật mà họ không có hiểu. Cho nên là một lời của một người nói ra thì cái người khác hiểu được, là trình độ bằng người ta mới hiểu được, cái trình độ không bằng người ta thì không hiểu được. Trên thế gian này mỗi người một tâm tánh, nói là chúng ta mà so với một Đức Phật toàn giác mà nói tâm chúng ta bằng tâm Đức Phật là một cái chuyện thì tôi không dám nghĩ. Nói về cái Paramattha Sacca, Paramattha là siêu việt, Sacca là chân lý, mà chân lý siêu việt,
thì cái đó đó là đúng, nhưng mà mình có đạt được cái trình độ đó hay không là chuyện khác, chứ không phải là giáo pháp mà dễ nghe dễ nói mà dễ đắc dễ chứng dễ đắc. Để khi mà đọc kỹ, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà trầm ngâm trong 7 tuần lễ để hưởng cái hương vị của Niết Bàn đó, thì Ngài mới thấy cái giáo pháp của Ngài mà chứng đắc được là khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Và Ngài đã muốn ngồi đó để tịch diệt luôn. Rồi Ngài mới nói rằng nếu mà ta giảng mà chúng sanh khốn thì khổ cho ta làm sao. Cho nên sao ba tiếng mới biết bên mới là một cái duỗi tay là từ cõi Phạm Thiên xuống đến trần gian, rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói là thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn từ bi hãy giảng dạy. Trong chúng sanh có những người mà trong con mắt họ ít bụi, Thế Tôn giảng thì họ sẽ nghe vậy. Cho nên là một cái bài pháp mà thí dụ sư pháp thanh giảng mà phân nửa người trong này hiểu rất là mừng lắm rồi, đừng mong 100 người hiểu hết. Dạ hết nghe nói hả? Chết cha, Nguyên Như có nghe qua sư nói không con? Chứ có lẽ sư bị té mạng hay thế nào? Nghe ơi, Dụ Đạt nghe, Dụ Đạt ơi nghe, ok. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, đối với cái gì chứ đối với Phật Pháp thì chúng ta hãy cẩn thận và cố gắng. Đối với Phật Pháp hay là đối với Tăng gì đó thì chúng ta phải có cái tâm lòng mà chân thật và cung kính Pháp, cung kính Phật, cung kính Tăng. Bởi vì nếu mà chúng ta không có làm những cái điều đó thì đôi khi là chúng ta phạm được những điều mà chúng ta không tự biết. Vì vậy cho nên là nỗ lực để mà đọc kinh, nỗ lực để tư duy, chuyên cần, thường xuyên, thì đó là một cái điều kiện để chúng ta có thể là tiếp cận đến giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi mà chúng ta được làm cái những cái điều là cúng dường trai tăng, lễ bái Tam Bảo, và đối với ở nhà cha mẹ thì chắc chúng ta cung kính yêu thương, nghe lời và đỡ đần cha mẹ chúng ta, là tất cả những cái đó là chúng ta tạo ra những cái phước. Mà có những cái phước đó rồi đó thì chúng ta phải nguyện như thế nào để mà khi mà trong cái chuỗi dài sanh tử của chúng con sống được gần chùa, ở gần chùa, được gặp thương, gặp thiện trí thức. Chứ nếu mà chúng ta mà sanh ra giờ có chỗ đàn điếm, chỗ mà giết chóc thì làm sao là chúng ta có cái duyên là gặp được Phật Pháp. Bởi vì nước Ấn Độ như vậy đó, là bao nhiêu triệu người đó mà có 1% là Phật giáo. Việt Nam hồi đó là hình như là 7%, nhưng mà bây giờ không biết là được bao nhiêu. Cho nên là sống trên thế gian này mà còn mà ra đời gặp Đức Phật, còn sanh tiền đó, là một cái đại phước. Khi mà không gặp Đức Phật thanh tiền mà cái giáo pháp Đức Phật vẫn còn y chang như bây giờ là chúng ta cũng có phước rồi đó. Còn lại những cái lời dạy của Đức Phật mà còn y nguyên vẹn là bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tiểu bộ kinh còn đầy đủ, Vipassana vẫn còn đủ, mà Samatha vẫn còn đủ. Thành ra chúng ta rất là may mắn là khi mà tiếp xúc được với đạo Phật như thế này, thì cái nỗ lực của chúng ta là phải tạo ra cái parami. Cái parami là một cái điều kiện để cho chúng ta access vào, tiến sâu vào giáo lý của Đức Phật. Mà tiến sâu vào giáo lý của Phật, làm được một điều nào đó để chứng tỏ là chúng ta biết được nhân quả và quả báo. Thì như vậy đó, thì khi mà một Đức Phật chánh biết thiên ra đời rồi đó, thì khi mà Ngài tâm có công việc vào buổi sáng sớm thì Ngài phải quan sát thế gian này, người nào có những parami khi gặp Ngài thì có thể chứng đắc. Đó là những điều mà Đức Phật đã nói. Khi mà Ngài nói là bây giờ Ngài sẽ đi đâu đây, thì lúc đó Ngài nhìn quan sát thế gian thì thấy có một cậu bé chim hoàng đã 16 tuổi, mà nếu gặp Ngài thì đó sẽ giác ngộ.
thì rồi vậy thì bây giờ ngài mới tự hỏi rồi sự việc xảy ra như thế nào đó, thì cái trí tuệ của ngài cho ngài biết mà khi mà cái cậu bé đó là người chưa từng bố thí, chưa từng thọ tam quy ngũ giới và chưa từng hiểu biết gì cả, rồi làm sao thì cái hỏi vậy đó, thì cái chánh định của ngài cho hay biết rằng khi mà Đức Phật đi đến gặp được cái cậu bé đó thì cậu bé sẽ khởi lòng tỉnh tính. Khởi lòng tỉnh thì sao nữa, thì Đức Phật mà hỏi vậy, ngài phải hỏi tất cả những cái diễn biến rồi cái chánh định nó cho ra, thì ngài theo cái chánh định đó làm, chứ không phải mà tự nhiên đi đến đó sự việc nó xảy ra nó khác. Đó là khi mà ngài hỏi vậy thì cái chánh định này cho biết rằng khi mà cái cậu bé đó thấy cái thân tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trang nghiêm và kính phục mới nổi lòng tịnh tín nơi Đức Phật. Rồi sau đó thì sao, thì nó sau đó thì khi Phật mà đi qua khỏi tầm mắt của cái cậu bé đó thì cậu bé đó thân quả mạng chung, mà khi thân quả mạng chung thì sanh thiên liền đó. Thì sự việc nó xảy ra như vậy thì Đức Phật làm theo. Nhưng mà khi Đức Phật đến gặp cái cậu bé đó thì cậu bé đang dây mặt, cậu bé đang là người bệnh nhân mà đang dây mặt vào nhà, đâu có thấy được. Đức Phật mới dùng thần thông đưa cái hào quang sáu màu của ngài đến, thì nó thấy hào quang đó nó lạ lùng, nó mừng quá, nó nhìn ra. Nó khi nhìn ra thấy tướng Đức Phật trang nghiêm vậy, nó mới trở làm tỉnh tính, là tin tưởng và kính mến Đức Phật, nó giữ cái lòng đó tỉnh tính đó. Rồi khi mà Đức Phật mất mà tầm mắt của cái cậu đó thì cậu đã thân quả bằng chung và sanh thiên liền. Sự việc nó xảy ra đúng như những câu hỏi mà Đức Phật tự hỏi, chánh định của ngài trả lời như vậy. Cho nên trên thế gian này đều, tất cả mọi việc đều có cái sự là không phải nói sự xếp, nhưng mà nếu cái diễn biến mà mình làm như thế này thì kết quả như thế kia, và tất cả những gì chánh viên tri đều làm được như vậy hết, chứ không phải là muốn đi đâu là gì làm. Và Đức Phật cũng không phải là người mà có thể nói là cho ai giác ngộ. Cái nhiều người nói tại sao Đức Phật phải quán sát người nào đầy đủ parami để người ta, bởi vì không có parami thì không thể giác ngộ được. Đức Phật không có khảm ai giác ngộ, trừ phi những người đó có những cái điều kiện, cái duyên á. Cái duyên là cái condition, mình giới duyên thôi, nó không phải là cái cause. Cái duyên là cái condition, có những cái điều kiện đó rồi thì khi mình gặp Đức Phật thì mới là có lòng tỉnh tính được. Vì vậy cho nên trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta mà được cái may mắn mà nghe đến, được học hỏi, được đọc kinh, được đọc chú giải, chúng ta thấy đó là một cái biển trí tuệ của chân lý. Mà trên trần gian này chỉ có một vị chánh biến tri thì mới có thể nói ra được thôi. Mà cái vị Đức Phật thì không biết được. Vị Đức Phật có thể tự mình mà giác ngộ, nhưng mà giác ngộ rồi thì không có giảng kinh được. Ai hỏi gì trả lời một hai câu thôi. Mà cái một hai câu đó không thể làm cho người khác giác ngộ, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có những vị chánh biến tri có thể làm cho người khác giác ngộ. Và khi mà Đức Phật làm cái người khác giác ngộ thì đệ tử ngài là ngài Mục Kiên, ngài Kassapa, ngài Anuruddha, vân vân, thì đều có thể làm được việc ngài là gì, về sau là vị tải thầy của ngài, các ngài đã dạy như thế nào thì ngài cứ lặp lại những cái gần như vậy, không hoàn toàn 100%, nhưng mà 90%. Bằng cớ là có nhiều trường hợp mà ngài Sariputta không làm được. Cho nên khi mà ngài Sariputta đưa 4 người đệ tử của ngài đến cho Đức Phật thì Đức Phật nói này, chuyện này chuyện của chánh biến tri, không phải chuyện của các con. Thì bởi vì ông ngài Sariputta để giảng dạy cho những người mà cái quá khứ của họ là thợ làm vàng, mà bảo ông đó quán bất tịnh. Ông đó tối ngày thấy kim cương hột xoàng không mà làm sao mà quán bất tịnh. Họ con người trước mắt của ông đó là chỉ có kim cương hột xoàng thôi thì quán bất tịnh không được. Cũng như cái bà Upalavana,
Bà Upavana là một người mà có nhiều cái phước đức, là do bà cúng dường nhiều đức Phật, cho nên là khi mà bà tái sanh ra, cái kiếp cuối cùng của bà tái sanh ra thì bà là tên là Upavana, mà bà đẹp như là có nét đẹp như là của hoa sen, mà tất cả cơ thể của bà ta tỏa ra cái mùi thơm. Thì bây giờ bảo người ta bảo quá quán bất tịnh, bảo quán không được. Bà cái người ở trên đua bấm bất tịnh là bà Khê Ma. Bà Khê Ma là một vị vợ vua Bimisara mà chứng A-la-hán rồi. Thì khi mà cứu Upalavana, bây giờ tôi cứu cô thì có điều kiện. Bà hỏi dạ, nó có kiểu gì? Cô phải thì cô mới cứu, còn không xuất gia không cứu. Thì ông nó bằng làm xuất gia rồi, khi mà bà cho quán bất tịnh quán không được. Mà đến khi bà nghe cái câu sự việc là bà khi bà lấy chồng, bà đẻ con đầu tiên là đứa con trai, kế đó đứa con gái, để con đứa con gái nữa. Rồi sau này đó, rồi bà có người chồng, rồi người chồng của bà cũng đi buôn bán, đi buôn bán, rồi cái đem cái một người đem ra mời đem một người vợ bé về. Thì sau này bà phát giác ra cái người chồng của bà chính là con trai của bà, và người vợ bé của cái đứa con trai của bà đó thì là đứa con gái của bà. Thì bà mới thấy, lúc đó bà thấy sự việc đó và bà mới là chán ghét, chán là ghê tởm tình yêu và dâm dục. Và khi mà ghê tởm tình yêu và dâm dục, lúc đó bà mới chơi quán này chứng đắc A La Hán. Chứ bà là cái người mà nếu mà quán thân thể dơ gái, bà thân thể lúc nào bà cũng thơm, bà là cái người đẹp, đẹp toàn vẹn, thì làm sao mà chỗ nào mà chơi được. Cho nên trong 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 Phật pháp có những cái điều đó mà quý vị không đọc kinh, không đọc cái chú giải là không thể nào biết được. Cho nên chúng ta rất may mắn có cái sư phụ Thanh Tâm để mở cái rất nhiều khó chịu cực khổ để cho sư phụ Pháp Thanh và các vị khác có lợi giảng kinh để chúng ta nghe, để chúng ta tỉnh tính và chúng ta càng chuyên cần tinh cần để mà bất thối chuyện với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để mà ráng tạo lập được những cái parami để khi mà Phật Maitreya xuất hiện thì chúng ta sẽ được Đức Phật để ý đến, và nhờ đó chúng ta sẽ chứng đắc và chấm dứt sân tử luân hồi. Chứ bây giờ chúng ta chỉ có thể là giữ giới và tu hành để chất chứa những cái ba la mật, đến khi mà Đức Phật Maitreya xuất hiện thì mỗi buổi sáng ngày quán thế gian, thì nếu mà chúng ta có đầy đủ của parami thì chúng ta sẽ lọt vào cái võng mạc của ngài, mà ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và đó là cái mục đích chánh đáng và mục đích tối hậu của tất cả những vị có mặt trong room này, sẽ làm ra nguyên thông nghĩ như vậy. Xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thưa sư phụ, con giao mẹ là cho sư phụ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã tận tình chỉ dạy cho chúng con một mớ kiến thức nữa của tối ngày hôm nay. Dạ, bây giờ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con được không ạ? Con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ, sư xin thay mặt đạo cho chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nuva ve na sada soti bhavan tu te. Bhava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa dhamma nuva ve na sada soti bhavan tu te. Bhava rồi thì theo Nguyên Thông trở lại, rồi kính mời thì theo nha. Yeah.
Dạ kính thưa sư phụ, là vì po thoát xuống này nó có nhiều cái problem đó, thì không biết là máy của con hay là cái problem của po thoát, thì con xin lỗi sư phụ. Phật-va-tap-ba-mang-ga-lang ra khang tu sap ba de va ta sap ba bu tha nu pha ve na sa da su thi pha văn thu te pha va tu sap ba mang ga lang ra khang tu sap ba de va ta sap ba tham ma nu pha ve na sa da su thi pha văn thu te pha va ba mang ga lang ra khang tu sap ba de va ta sap ba sang ma nu pha ve na sa da su thi và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thú, xa thú, xa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con hôm nay. Dạ và bây là giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, như xin kính mời chư vị cùng với Minh Như ngồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu bê ca rê bô thi ca rê ta hình ta hình ta tham ma đa ni na pha văn tu pu chi ta thân ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha man cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta tha vu pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang khu ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang tha tu san tham mô sam đề bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đi tê y đằng nô nha y nằm hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng mô nha thì nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha thì nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à xa quá khá già quá hằng hồ tu á ngà gá tề cà lề, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy lãng duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hệ chư vị vào chương trình ngày mai, cũng có thể là sư Pháp Tính và cũng có thể là sư Huy Niệm, tùy theo chư vị sắp xếp chương trình. Từ bây giờ sư Pháp Tính cũng rất là bận. Dạ, như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.